Dạ, Hoa Lan Di Phong xin nghe ạ. Dạ chị ơi, cái đơn hàng của mình mới đặt hôm nay là bên em chưa gọi kịp cho mình á. Có người liên hệ trước rồi ạ. Dạ, số điện thoại này là mấy của bên Hoa Lan Di Phong gọi cho mình ha. Có khách yêu cầu chị chuyển khoản luôn ạ. Dạ, shop thì không có yêu cầu mình chuyển khoản trước chị ha. Chỉ có đơn hàng trên 1 triệu thì bên em mới yêu cầu chuyển khoản cho mình ha. Chị có thể cho em xin số điện thoại của cái người gọi để chốt đơn cho chị được không ạ? Dạ rồi. Xin chào các anh chị, vừa rồi thì Hoa Lan Di Phong nhận một cái trường hợp phản ánh của khách hàng khi có một số đối tượng mạo danh Hoa Lan Di Phong để liên hệ chốt đơn và yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước ha. Thì đây là một cái trường hợp mà Hoa Lan Di Phong cũng đã nhận được phản ánh của các anh chị mình trong suốt thời gian qua. Thì và thời gian gần đây thì cái tần suất nó xuất hiện nhiều hơn các anh chị ha. Nên là Hoa Lan Di Phong đã có đăng những cái thông báo cảnh báo cho các anh chị mình về cái trường hợp này. Riêng hôm nay thì em sẽ xin nhắc lại cho các anh chị mình. Hoa Lan Di Phong chỉ liên hệ chốt đơn với khách hàng qua 6 số điện thoại đang hiện trên màn hình. Và đây là 6 số chính của shop. Shop không hề liên hệ với các anh chị qua bất kỳ số nào nữa. Và một điều thứ hai là Hoa Lan Di Phong chỉ yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước khi đơn hàng của mình trên 1 triệu đồng. Nên là những anh chị nào mà mình có gặp cái trường hợp mà một số đối tượng giả mạo ha, yêu cầu mình chuyển khoản trước thì mình còn lăn tăn hoặc là mình chưa xác nhận chính xác hay không, chưa biết có phải là Hoa Lan Di Phong, thì các anh chị mình phải liên hệ trực tiếp về số hotline của Hoa Lan Di Phong để giải đáp thắc mắc cho các anh chị. Vì vậy, nhằm tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra thì các anh chị mình nên liên hệ trực tiếp về số hotline của Hoa Lan Di Phong để xác định đó có phải chính xác là nhân viên của Hoa Lan Di Phong hay không, để tránh trường hợp tiền mất tật mang.